khi khám phá Chợ Châu á, thì bây giờ sẽ hướng về bên kia. Hồi nãy Cường ra trước nên là Cường tới thì có thể đó là Cường nói là chợ chó mèo. Lần trước thì bà bán phở chưa được khám phá cái chợ chó mèo này ở bên kia rồi các bạn đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp vô cái chợ đó. Nó chỉ to thế này thôi, nó không to được. Vậy hả? Đấy, nó gọi là cu ly nhỉ? Nó kì, nó để làm cái gì ạ? Con này nó ở trên rừng thôi. Là để nuôi gì người ta ngắm cảnh, nuôi cảnh thôi, thôi đúng không ạ? À? Nó ăn cái gì anh? Ăn hoa quả, ăn chuối để nó ăn mò cái này. Xịt quá. À, nó ăn trái cây ha. Trái cây, trái cây chưa? Mà đi bao nào ông ơi? Chết rồi. Bà bò đi đâu vậy? Tìm cây, bà đi tìm cái trái cây này rớt nè, bên đây nè cưng. Ôi, biết chưa? Quay mặt qua đây đi cưng. Quay mặt qua đây đi. Mình đem đi bán hay sao anh? Dạ không ạ. Anh nuôi anh đem ra đây chơi hả? Vâng. Anh nuôi được bao lâu rồi ạ? Được mấy tiếng rồi ạ. Anh mua hay là anh... Vâng, vừa mới mua. Anh vừa mới mua hả? Vâng. Bao nhiêu vậy anh? Dạ, tiền nói gì đâu. Bao nhiêu ạ? Nhiều tiền không? Thôi có tầm đồ là chưa đến triệu mà. Ồ, vậy hả? Vâng. Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Anh có phiền không khi mà em dạ em cảm ơn anh ạ. Ôi dễ thương quá, em chưa được chụp hình với nó, em mới quay phim à. Ôi sao chụp hình được cái cưng đây. Thực sự rất là bảo là sẽ về nhà khả năng là đưa cái áo dây ra cho nó vào cái chuồng. À cho nó mình phải nuôi nó trong chuồng ha anh ha. Dạ. Chứ mình đâu có thả được ha. Nó sẽ làm như vậy, nó sẽ thích như vậy cho mình coi ha. Ôi dễ cưng quá à. Cho em quay kéo bả với cái mặt của em đi, em thích quá. Trong chợ chim hả? Cái ghim bộ của bà bán phở nó bị trục trặc rồi. Anh nói đây là chợ chó các bạn ạ. À.
đi vô chỗ An Sơn Phượng Thắng Cố đi. Ừ, chị đứng đây chị chờ em còn nha. Chúng mình nha. Con này hả? Đấy. Con đấy của con gà ta đang chọi đấy, đáng. À,
đây nè, cô đi chợ cái cô cũng phải có cái giỏ để mua gà. Hay hay, chứ không phải là mua bắt chợt được. Cô mua gà về để làm giống hay để làm gì cô? Rồi, cô không trả lời rồi, không sao. Đi, đó, người nước ngoài tham quan chợ rất là nhiều, đi đâu cũng gặp các bạn thấy không? Tiếp theo đây, biết cái lỗ tai quá. Lại gặp được cô Ly. Thôi bây giờ cho tạm biệt cô Ly luôn đi. À, chợ cũng sắp hết rồi. Ở dưới kia là cái gì anh? Cho em chụp cái. Con này con ở dưới kia là còn cái gì anh? Được. Thắng cố hai vợ thôi. Cho em chụp, em nói chuyện với là cô Ly một xíu đi. Thôi nè, bà bán phở xin tạm dừng video ở đây các bạn nha. Tại vì anh ở dưới kia là thắng cố, mà bà bán phở muốn ăn thắng cố ở chỗ bên trong kia, ở chỗ cái chợ chim á, để gặp lại được anh. Anh Sơn Phượng. Bây giờ thì tạm biệt cô Ly. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đó là ăn thắng cố.